tưới nước nè. Xoài nha, xoài nhỏ xíu à. Xoài này là xoài Thái á. Mình chỉ cần lấy cái tay mình lọc cái vỏ thôi, mình không cần dao luôn. Đây, đó. Ở nhà thấy không? À. Đây, sáng sớm mình ăn xoài trắng miệng nha. Xoài, trái xoài này là trái xoài nhỏ nhất mà nó đã chín cây rồi đây. Đây, đây, đây. Quá ngọt luôn, ngọt như cục đường phèn luôn nha cả nhà. Này ăn cái thứ hai nha cả nhà. Một buổi sáng thu hoạch đây cả nhà. Một buổi sáng thu hoạch, mỗi buổi sáng mình hái được khoảng 50-60 trái. Đây là lần thứ 6 thu hoạch. Mấy trái này là nó chín cây, nó rụng xuống. Nhỏ mà cũng ham vui, nhỏ xíu mà cũng chín cây rồi. Bây giờ mình ăn xoài buổi sáng nha cả nhà. Tráng miệng buổi sáng. Và đây là cái nhánh cây này, nhánh xoài này nên chia sẻ là trái xoài không, cái nhánh này khoảng 100 trái, nhánh nhỏ xíu nè cả nhà, mà nó chưa có lớn, thành ra nó quặn cái nhánh xuống dưới đất luôn. Đây, nó thòng dưới đất luôn. Rồi đó, đây là hai ngày thu hoạch nha cả nhà, hai buổi sáng. Kim Ngân về nhà, Kim Ngân hôm qua, chiều hôm qua là hái được bao nhiêu đây, và sáng hôm nay là hái được bao nhiêu đây. Đây là hai ngày thu hoạch xoài hôm nay. Hello, chào cả nhà. Kim in Florida. Today bữa nay ở ngoài đường rất là nóng cả nhà, Florida. Hôm nay Kim Ngân xin chia sẻ với cả nhà Kim Ngân đi đâu nha. Mình đi, trước tiên là Kim Ngân sẽ đi lên tiệm vàng để sửa vài món đồ, và sau đó thì khi mà sửa xong rồi thì Kim Ngân sẽ đi mua sắm một đôi giày để chạy bộ. Tại vì Kim Ngân đang trong cái dòng mà làm ốm á cả nhà, thành ra là Kim Ngân phải tập thể dục nữa. Và đôi giày của Kim Ngân nó đã mòn hư rồi, thì bây giờ đi mua giày mới. Và sau đó thì Kim Ngân sẽ đi chợ Việt Nam để mua đồ về đổ bánh xèo chiều nay. Đó là bữa nay xin chia sẻ với cả nhà cuộc sống ở Mỹ và làm gì trong một ngày của ngày thứ bảy, July 6. Ok, cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà một cuối tuần an lành. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi Kim in Florida. Take care. Bye bye. Đây cả nhà, Kim Ngân đã vô tới tiệm dài rồi. Stretcher. Bán quá trời dài luôn. Tất cả những dài đây. Chia sẻ với cả nhà như vậy nha. Kim Ngân đang mua dài đây. Kim Ngân sẽ mua đôi dài wide for running shoes. Đôi dài này khoảng $65, rất là đẹp. Bây giờ Kim Ngân thử nha cả nhà. Mình muốn mua gì thì mình phải đi tới cái tiệm mà nó chuyên buôn bán á, thì mình sẽ kiếm dễ hơn nha cả nhà. Chuyên môn bán dài thôi. Ok cả nhà ơi, bây giờ chốt hàng nha. Bây giờ là mua được hai đôi
bạn cả nhà trả một đôi thì mình mua tới đôi thứ nhì mình trả nửa giá, tức là cái đôi thứ nhất thí dụ như 50, đôi thứ nhì 50 nữa mà mình tròn là mình trả 75 thôi. Chốt hàng xong em mua được hai đôi giày, một đôi giày và một đôi dép ở nhà rất là đẹp. Ok rồi, bây giờ mình đi chợ Việt Nam mua đồ và làm sợi bánh xèo nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà, bye bye. Đây cả nhà, đây là hai đôi giày ở tiệm Stretcher. Giày này để chạy bộ, đôi này 60 đồng ha. Cần mua cái loại wide á, ở hai bên này phải bự, phải mua vài loại đặc biệt chân. Rồi cái dép này là 40 nhưng mà mình trả nửa giá, tức là 20. Ok, 20 bên này đó, cái dép này rất là mềm, mang sướng lắm cả nhà ơi, mang ở trong nhà tắm rửa gì cũng mang được hết luôn. Okay. Đó. Đó, mua hai đôi giày, chuẩn bị đổ bánh xèo. Thì đây là cái chảo đổ bánh xèo cả nhà. Đây đó, đổ bánh xèo thì Kim Ngân mua cái loại tôm này, người ta lột sẵn luôn, người ta lấy hết cái phần trong con tôm luôn, rất là sạch. Cái loại này size 41, 45 là 20 đồng một hộp, 5 pound, 4 pound hay nhiêu đó. Thì bây giờ đang đã xà đá để đổ bánh xèo đó cả nhà, nước đá không à ha. Và đây là thịt, thịt ba rọi Kim Ngân đã luộc rồi và thái chín rồi. Thì ở đây còn có hành và giá, và đáng lẽ là mua nấm đùi gà nhưng mà nó không có bán, bữa nay ra là mua đỡ nấm này. Kim Ngân không có thích nấm, thích này ăn nấm này lắm, nhưng mà bây giờ mua đỡ thôi, lâu lâu ăn thì ok, chứ cả nhà đừng có ăn nhiều, nấm này không có tốt nha. Nấm này là nấm công nghiệp, người ta trồng ở trong nhà đó. Ok rồi, bây giờ là rau thì có là cải bẹ xanh. Đây cả ăn bánh xèo là phải có cái này, và Kim Ngân có 5 thứ rau trồng ở đằng sau, rau này ở đằng sau nhà nha cả nhà. Húng lủi nè, tế tô nè, rau răm nè, dắp cá nè ha, là kinh giới nè, rồi có cái lá mà để lá mà khỏi da họ ăn xà lách đó. Lá này thơm lắm cả nhà ơi, cái lá này bự lắm. Đây mình có thể bỏ thịt vô cuốn, bỏ vô miệng thôi. Lá này nó giống như tế tô nhưng mà nó rất là thơm đó. Lá này ở đằng sau nhà trồng đó, để ăn lá này của khỏi da nó ăn nhiều lắm. Rồi đó, đó là tô rau, thấy rau là muốn thèm bánh xèo rồi đó. Bây giờ bắt đầu đổ bánh xèo nha cả nhà, xin chia sẻ nha. Dear friend, I'm have this weekend I'm gonna cook happy pancake, so I'm gonna show you how to do it. Okay, all right, thank you so much and take care, bye bye. Everything repair already, so I'm gonna cook it now. This is pork belly, this is shrimp, all right, and this is bean sprout. And these are all vegetables you're going to eat with the happy pancake. Alright? Bye bye. Then, bánh xèo. Like, you try it's not the like, tattoo, then I probably would try to kind of him. Okay, he looks so cute, isn't he? Yeah. He looks cute, but then. That man drank a lot of. Mình rưới dầu vòng vòng cho nó tróc lên. Yeah.
Trang bánh xèo mà cả nhà ơi, cả nhà mình đang ăn bánh xèo. Trang đang ăn bánh xèo. Cha 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 cha, à vô đâu lấy bánh xèo. Cha 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 đây cả nhà, bốn củ dền và một bó celery xay ra được bao nhiêu đây. Bây giờ Kim Ngân để vô tủ lạnh chút xíu, lạnh rồi mới uống nha. Ok, để chụp hình cái hũ này trước. Xin chào cả nhà, hôm nay Kim Ngân xin chia sẻ với cả nhà một bài thuốc nhân gian. Chị uống cái hai cái loại này sẽ dứt căn bệnh gan nhiễm mỡ mà Kim Ngân đã làm. Ở đây là có bốn củ dền. Củ dền đừng có gọt vỏ, chỉ cạo rửa sạch rồi cắt ra như vậy để mà đổ vô máy sinh tố xay ra cho nó dễ. Đây là bốn củ dền và một bó celery cần tây. Đây là cần tây của Mỹ và củ dền. Tất cả những cái này cả nhà xay ra nước ép sinh tố và Kim Ngân sẽ đổ vô trong cái chai này và để uống dần mỗi buổi sáng, uống một chút xíu nữa Kim Ngân sẽ chia sẻ uống bao nhiêu. Sáng một ly, chiều tối một ly, uống trong vòng 6 tháng thì sẽ dứt cái căn bệnh gan nhiễm mỡ rõ ràng. Kim Ngân đã làm cho Kim Ngân rồi và bây giờ Kim Ngân đã hết cái gan nhiễm mỡ sau khi mà trả lời bác sĩ đo lượng máu rồi. Nhưng lâu lâu Kim Ngân cũng uống một lần, là khoảng một tháng thì Kim Ngân uống một lần như vậy thôi chứ không có uống mỗi ngày nữa. Ok, vậy chia sẻ với cả nhà nha. Bây giờ Kim Ngân sẽ bắt đầu xay ra thành nước sinh tố để uống. Đây là quá trình xay cái nước ra. Đây là một bó celery thì xay ra được một ly như vậy nha cả nhà. Thì bây giờ Kim Ngân sẽ đổ cái celery này. Thì đây là cái xác ở bên này, nó qua bên này. Và đây là cái celery Kim Ngân sẽ đổ vô hũ nha. Để mình để dành cho tủ lạnh mình uống đó. Ok. Một bó celery thì mình sẽ ra được hai cấp nước như vậy đó. Rồi bây giờ Kim Ngân tiếp tục xay cái củ dền. Chicken, sau khi mà cả nhà xào chicken rồi với lại là một nước màu xào chicken với lại nước tương xong thì bây giờ lấy ra và xào ngũ hành với nấm với lại ớt chuông. Xong sau khi mà cái này được rồi thì cả nhà sẽ đổ cái này vô. Rất là món mới nha cả nhà. Kim Ngân xin chia sẻ món chuối chili bơ. Ok, thì chuối này nè, chuối này bự lắm, nó kêu là plantain banana fried with butter. Thì mà cả nhà để bơ vô, cả nhà cứ chiên như vậy nè, xong rồi rắc vô cinnamon, rắc cinnamon vô tuyệt vời luôn cả nhà. Ok rồi, đây cái món này rất là ngon, cả nhà xay thử nha.
Chào cả nhà, hôm nay Kim Ngân xin chia sẻ với cả nhà cách bảo quản xoài chín để mà mình làm sinh tố hoặc là mình làm cà rem. Ở đây Kim Ngân có cái máy làm cà rem ở đây ha, thì mình cắt xoài để mình làm cà rem đây. Mình có 3 bước là mình gọt vỏ xoài, rồi mình sẽ lấy cái hộp ra và mình để vào trong bọc Ziploc, để vào tủ đá nha cả nhà. Đó là Kim Ngân sẽ làm. Dear friend, I'm gonna show you how to save the ripe mango, very sweet one, because we cannot eat. It's too much ready to eat, so I'm gonna frozen it, and in the future I can make ice cream. This is my ice cream maker, and first I have 3 steps. I cut out the skin, and then now I have to cut out the seed, and then I put it in a Ziploc bag and throw in the frozen. Okay, thank you. Đây cả nhà. Thì cả nhà cắt mong Ziploc đây là cái hộp ice cream. Măng tây xào với lại ớt với lại nấm rôm, nấm đông cô đó cả nhà. Đây, xào xong hết rồi thì sau khi mà xào cái măng nó chín rồi đó thì bây giờ cả nhà đổ tôm vô. Đây, một bữa cơm ngon lành luôn đó, tôm cũng xào sẵn luôn rồi, cả nhà trộn lại. Thì có một dĩa măng xào tôm rất là tuyệt đỉnh luôn. Ok, mời cả nhà. Xin chào cả nhà. Hôm nay Kim Ngân đã mất được 6 pound, tức là 3 kg trong cái thời gian diet. Rất là mừng, nhưng mà cũng chưa có đạt tới cái đỉnh thích nhất. Thành ra Kim Ngân vẫn chưa có chia sẻ cái nguyên cái dốc dáng của Kim Ngân. Nhưng mà mất được 3 kg rồi đó cả nhà. Tập thể dục và ăn uống kiêng kem, cái đó là cái tránh. Và như vậy thôi, chia sẻ với cả nhà như vậy. Kim Ngân đang chạy tập cái này là cái Holy Hoop, cái dòng để mà xây cho cái bụng nó bớt mỡ đó cả nhà. Khi nào Kim Ngân xây thì Kim Ngân sẽ chia sẻ với cả nhà nha. Ok, chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ và bình an. Gặp lại sau nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.